không có điện thoại thì em không có tiền để Ừ, nó tập nhiều lúc nó không có rõ. không rõ thì tập đi tập lại mấy Ừ. lần rồi nó phí thời gian đó, thì ra thì chạy hỏi thầy trực tiếp luôn. Ừ. Bài đó nó không có ý. Bài đó là cái gì? Tức là thường thường khi mình tập á, mình ví dụ như mình ngồi mình nhớ nha, trong khí công đừng bao giờ lấy khí trên trời xuống nha. Mấy người mà kỹ chỉ mà lấy khí tập trung là có khí chui bách hội chui xuống là đừng có tập theo phương pháp đó. Tập phương pháp đó là bị nhập bị tàu hỏa liền. Một, còn cái thứ hai khi tập cái này, khi mình suy nghĩ cái khí từ ngoài vô, hồi trước giờ mình đâu biết nó ở đâu, à, bây giờ nó ra khoảng cách đó, ở cái cục đó. Thì ví dụ giờ mình khoảng cách ta biểu bây giờ mình ngó giống như mình coi tivi á, mình ngó cái đó nó vô đầu mày á. Ví dụ mình coi trên hình, à ông Trúc trên tường hình thì cái hình ông Trúc nó chui vô đầu mày. Thì cái khí như vậy, bây giờ giả sử mày đang tập trung mà lấy khí hỏa, thì mày lấy cái màu đỏ mày nhìn, thì mày lấy khí nóng vô đầu xuống cái đan điền, đúng không? Đó, thành ra nó có ba vị trí, tức là khi mình tập trung vô nhìn cái gì á, để sau này á nữa mà cái mắt mày nó mạnh á, mày nhìn người ta sợ mày đó, giống ý vậy, giống con mày hồi trước mày mày tập cái này chưa có tập á, mày hay nhìn nó không sợ, nó tập nhưng mà chừng như mày tập trung ý chí mình đưa khí từ đằng đi ngược lại chỗ cái vật á, thằng đó nó sợ mày, đó là cái ý nó vậy. Bây giờ lấy khí vô, mà lấy khí vô nó gồm có năm loại khí. Bật nó không có nóng, nóng quá. Nó có năm loại khí ngũ hành á. Ví dụ mình lấy khí mộc màu xanh là chữa cái gan, lấy khí màu đỏ là chữa là dính vào tim, ly hỏa là tim, thận là màu đen tức là yếu thận. Thì ban đêm mình tập trung nhìn cái bóng tối, cái gì một điểm đen, ví dụ trong phòng lấy một điểm đen nhìn hoài, tập trung đem cái khí nó vô. Hoặc là mình nhìn lên 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 trời mà nhìn cái khu khoảng đen mà đem cái màu đen vô thì nó chữa, nó đem khí vào thận cho cái bụng mình, nhưng mà khí nó có lợi cho thận. Màu đỏ thì nó lợi cho tim, màu màu xanh nó lợi cho gan, màu trắng nó lợi cho phổi. Kim mộc thủy hỏa thổ, kim là phổi, mộc là gan. Màu trắng là phổi hả? Ừ, thành ra cái tức là mình nó nguyên tắc số 1 là màu đen, số 3 là màu xanh, số 5 số số 3 là gan, số 5 là thổ, thổ là đất, là màu nâu hay màu vàng. Cái người bị màu nâu á, đất màu nâu, đất kim và hỏa đó là năm cái màu đó, là khi mình nhìn nhưng mà nó có nhiều vị trí, nó nằm ở trên ngay tầm mắt mày hoặc nó nằm phía dưới, mà khi mà đem nó vô phải không phải đem thẳng vô mắt mày, phải cho nó xuống, nó đi từ 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 lên mũi, nó chui vô đầu. Đó là cách bài số 5 nó ý luyện vậy, để mình tập làm sao mà lấy khí ở ngoài, chứ mình vô ngồi lúc mình ngồi tôi lấy khí vô mà khí đâu, tại trước giờ mày có hít đưa khí vào răng thì tôi hỏi khí lấy từ đâu, thì bài số 5 nó mày à tôi lấy từ đây nè. Thành ra người xưa nó người ta tập ta hay vẽ, mà dụ chứ vẽ con cọp là mày tập trung lấy khí hổ bạch, nó có con rồng nghe này nè, mấy cái hình đó nó mấy cái trên đó, mấy cái đồ hình của người Trung Quốc là hay để cái con thú không à, nhìn cái thanh long cái màu rồng là nghĩ tới gan, nhìn con cọp nghĩ tới phổi, nhìn con rùa là nghĩ tới thận, nhìn con chim đỏ tức là chim phượng hoàng đỏ trên đầu là nghĩ tới tim. Thì mấy cái đồ hình này có thể về mình tìm trên mạng, con này mà để mà luyện nè, những con đó, hoặc mình lấy cái tu trực độ tao mà lấy cái hình đó mình nhìn, thì mình lấy cái hình nó để ở trước mày, thường thường là ở phạm vi thấy rõ mắt mày chứ mở câm thì sao thấy. Thành ra cái nó khoảng cách tao cho biết là cái khoảng cách là mấy mét, đó là cái chuyện là bài tập cũng thầy cho mình thôi, còn mình làm sao mình nhìn cái đó, nhưng mà nhìn phải có ý lấy cái gì của nó, tức là lấy cái sắc đỏ chói luôn này nhiều người, tức là hào quang. Lúc cái này tức là tập khí, tức là luyện tới ánh sáng rồi, mỗi một cái ánh sáng nó đem cái sức khỏe mình khác nhau. Giống như vậy đang ngồi mình ra biển một sáng khác không, ban đêm mình ra ban đêm tối om cái mình thấy người cái khỏe khác chứ. Buổi sáng mới thức dậy mở cửa ra, trời ơi, ánh thái dương ngủ lên là màu đỏ nó lên, mình nhìn nhìn mới thấy khỏe, mà đem vô con mắt mày, đem mà không được đem nó trực tiếp vô con ngươi mày, dùng ý thôi, chứ mà nhìn thẳng cái ánh nắng mặt trời là hư cái nhãn con mắt này, cái võng mạc này, mà chỉ nhìn mà trong đầu lấy màu đỏ chứ không nhìn trực tiếp như mặt trời là thua. Ví dụ mặt trời buổi sáng lên muốn lấy hỏa lấy lửa vô tim mày ngồi nhìn mặt trời, nhưng mà khi mắt trời lên cao thì hép cái mắt rồi, nó khi nó
đem cái màu đỏ xuống dưới đất, mình kéo 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 rồi dựng lên là mũi chuỗi đỏ, tức là nó có ba bước. Bước một nó xong cho nó xuống dưới đất, nằm ngang cái dưới đất ấy, rồi chạy trên mặt đất xong tới đầu gối tới mũi, rồi lúc đó mới bắt đầu tập. Khi tới đây bắt đầu nghe cái âm thanh, nó có âm thanh, đó là cái âm thanh thì mình phải phân biệt, tức là dẫn dắt cái đối cái đối tác và năng lượng muốn lấy vô phải dẫn nó tới mũi trước, xong nó nằm ở mũi 1, 2, 3, mỗi lần mình phải thở ví dụ là 1 phút, xong 1 phút 3 lần mới tới tới người, chứ nó không tới liền cái ụp được đâu, tại mình phải tập trung để dẫn nó tới. Ví dụ cái đó là cục lửa, nhìn nó lấy của nó ra chứ mình đâu lấy hết của nó được, lấy một phần ra xuống dưới cái chỗ nó đứng ở đậu thì nó rớt xuống đó, nó đứng lại thì lấy lửa rớt xuống cái giống như trên trời rớt xuống đất nữa à, rồi từ đất nó mới bò từ từ đó, mình phải dẫn coi nó tới không, xong không tập trung nó đi dọc đường nó ở lại, nó không, còn còn cái ý mình không, không có được cái ý mình phải đi theo nó, thấy màu đỏ nhìn coi màu đỏ rớt xuống, khi nó xuống nó sẽ lợt hơn cái trực tiếp nó đỏ lợt bớt, dẫn lên vẫn tới đây lỗ mũi vẫn còn cái màu đỏ của nó, còn tới đây bắt đầu 2 cái bước sau là quan trọng là đem nó vào đăng điền như như cái bài trước đang tập, hiểu không? Hồi trước mình tập chưa, cái từ từ cái lỗ mũi mình xuống đăng điền không à, nhưng mà vô, bây giờ nó phải đem cái gì vô cái lồng lỗ mũi mới đem vô đăng điền thì mình phải phân lâm loại chứ không lộn xộn. Bây giờ mình lấy vô mà lấy khí hỏa, lấy khí nóng hay khí lạnh gì mà phải biết, thuộc gan là làm cho khỏe cái gan đó. Là gan là nó làm cho mày giảm cái tánh nóng, mày nhìn cái màu xanh cái tánh, bởi vì cái nhà mày một vắt vôi màu xanh thì nhà mày ít nóng tánh, mày chở màu đỏ là mày hay chửi vợ mày liền, giống như cái màu ghê lắm. Cái màu đỏ là cái ngày Tết đồ, đồ thôi, cái màu đỏ là ngày là hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc nhiều cũng đâu có tốt, nó làm cái tim mày khỏe ra. Tết là hạnh phúc, là Tết này thấy màu đỏ không, cả đốt pháo cũng màu đỏ, gì múa lân cũng lân đỏ, chứ ai nếu lân đen tự nhiên mình biết là khi nó có những cái đó mình suy nghĩ những cái ánh cái màu đó không phải là cái màu mà nó đem lại cái tinh thần cho mình hạnh phúc và khỏe ra, là cái tính chất của quả tim mình. Còn nhìn cái màu đen là tập trung là khi mình ngủ là nó thu năng lượng cho thận nhiều, mình ngủ thôi mình mới ngủ ngon, mà năng ngủ mày ngủ mày thấy màu trắng đông đầu là mày ăn thức mày không ngủ được, ngủ mà không thấy gì hết đó, tối om là mày ngủ rất là sâu, thì lúc đó là màu đen minh chứng cho cái thận. Thành ra khi mà luyện thận là cái phòng không có ánh sáng tắt hết, còn nếu ánh sáng thì phải chiếm có một vật màu đen mình nhìn tập trung mình đem hết màu đen xung quanh nó sáng mà nó thành tối luôn được, thành ra lấy màu đen nó khỏe thận, mà màu đen nó đặc biệt, màu đen nó là cái màu tối của ban đêm, cái màu đen là có màu tối màu đêm, phải là cái màu đen này không, mình nghĩ tức là đang ngồi xung quanh nó thì tối đổi mặt trời nó đen thui hết, tập trung hồi nó mất đen thui xung quanh cái đốm đen nó lửa to đó, nó chui vào đầu mày, nó phải nghĩ vậy đó, tức là lấy cái ý của nó, cái ý nó khi màu đen là mày tập trung cái ý là đem cái khí này tới đem vô đăng điền để thành một cái, tại vì trong đăng điền phải đủ 5 khí mới được, nó mới làm 5 tạng mà khỏe ra, còn mày lấy 1 khí mà lấy khí gì, dù nói tôi lấy khí vào đâu, người ta hỏi lấy khí gì, mày biết này lấy khí gì, chung chung không có đâu cụ thể chứ, bây giờ tôi ăn đường ăn 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 cá, tôi ăn cá ăn thịt chứ, mày nói chung chung vậy mày luyện lát hồi mày sẽ điên không hiểu gì hết. Ví dụ sáng nay mày ngồi hôm nay thận mày yếu rồi chiến với màu đen, hay mày kiếm con rùa đen mày nhìn con rùa mà một thường thường rùa nó màu đen, nó đen đen, mày thấy con rùa nó bán ở chợ thấy luôn, mày để nó nằm đó mày ngồi mày nhìn nó hồi cái thận mày, mày đem hết cái màu cái sự sống của cái màu đen đó, tức là đúng ngày xưa nó không lấy gì, nó lấy con thú thật luôn, nhìn con rùa tập nhìn rùa thôi, để nó ngồi nhìn nó ngoài đẹp, rồi đem cái khí của từ con rùa nó bò bò lên, nó bò lên mũi nó chui vô người, nó chui xuống bụng lắm. Cái ý ngày xưa nó ghê vậy, nó thực tế vậy, nó khi nghĩ cái rùa thì con rùa mà thấy không, nó đi chậm chậm lắm, chậm chậm chậm, tức là nó đi nó luôn giữ sức khỏe, không giờ nó đi thiệt nhanh để nó mất sức, chậm chậm thôi, nó mệt là đứng, mà anh lặn xuống nước nó lặn cả tiếng anh mới trồi lên, thấy không, nhìn con rùa mình cách mà tự nhiên mình nghĩ cách luyện theo con rùa nó khác khác cách thở khác, con rùa nó chậm chạp nó có thể thở mà thở khí mà thở mạnh được, phải chậm chậm, tức là khi con rùa nó đem cái tư tưởng của mình phải chậm, cái gì cũng chậm chậm tính toán cho kỹ mới được làm,
cái gì sai là tức là cái thận là nó ý là tính toán thật chi ly mới được làm. Cái gan là giống như nói năm năm cái ngũ hành cho mày hiểu, cái thận á là cái kế hoạch làm ăn của mày, cái gan á là mày bỏ tiền vốn như bao nhiêu, cái bao tử là mày có lời bao nhiêu, còn cái phổi là ngồi thở là lao động để làm cái công việc đó, còn tim là nếu thành công sẽ hạnh phúc. Đó là năm cái ý phải hiểu cái ý đó, không tưởng phải là chung chung đâu. Cái thận đó là mọi việc phải tính toán thiệt kỹ, bởi vì trong làm ăn phải có kế hoạch làm ăn, xong đầu tư vô bao nhiêu tiền, có lời hay không là cái bao tử, có ăn là cái bao tử mày, rồi mày làm mày phải hít thở, mày phải lao động, mày phải làm, phải mày cày giống như cái nghề bây giờ tôi muốn mở một cái tiệm thuốc bắc, tôi phải đầu tư là mày trong đầu mày mở thuốc bắc nhưng vốn bao nhiêu, nếu mày nó đòi mày liền là cái gan mày phải hoạt động bao nhiêu, vốn bỏ bao nhiêu là cái gan nó đòi, cái thận nó biểu mày muốn làm ăn cái nghề gì, trong đầu nó hiện phải có là đầu tiên tôi muốn mở tiệm thuốc bắc. Bây giờ cái bước thứ hai nó đòi mày bao nhiêu tiền vốn bỏ ra, rồi sau đó mày bằng có lời không là cái bao tử có ăn nuôi vợ con không, sau đó mày phải cày phải lao động ngày nào cũng thở làm việc thì cuối tháng có lời hay không, một quý lời bao nhiêu, một năm lời bao nhiêu, mà nó lời thì vui không lời thì buồn. Đó là năm cái, đó là năm cái trạng thái suy nghĩ trong đầu mình xảy ra. Thành ra khi mình luyện khí đó, mày mình ăn tánh nóng thì mình phải đi lại từ đầu, đi từ cái thần tại sao mày nói, tại vì cái kế hoạch nó đi là lúc đầu bất kỳ khí nào cũng bắt đầu từ thận mà ra, không thể đi ngang xương mà vô. Bây giờ ví dụ giờ mày đang chửi vợ mày, mày trở về cái thận là mày dùng mày suy nghĩ, ủa tại sao mày giận nó, ô mình sai tao xin lỗi nó. Đó là cái thận mới biết thôi, còn cái gan nào nó chỉ chửi cho đã cái miệng đó thôi, không cần biết cái chuyện chức năng nó như đó thôi, nó nóng lạnh gan là nó đổ máu vô. Khi mày mày có tư tưởng mày, cái thận mày có suy nghĩ cái là nó đổ máu vô làm cái đó liền, đưa hết máu huyết nó đổ vô, thì mày mà cản công việc mày nóng lên liền, ví dụ sáng nay mày muốn đi ra khỏi nhà vợ mày ở nhà cái mày nóng liền là vậy á, là cái kế hoạch mày đang đổ hết cái tinh lực mày vô mày làm việc, có người nó cản mày, ví dụ mày đang ngồi mày làm việc con vợ bị quét nhà rồi mày bực là vậy á, nó cản cái suy cái bước tiến của cái khí trong người. Khí mình đầu tiên là từ trong thận mình, sáng thức dậy sáng nay tao làm gì, sáng nay thằng dậy tôi sẽ ra tôi quét nhà hay tôi ra tôi đọc sách, mày vừa tính xong con vợ nó sai mày quét nhà mày bực liền, nó phá kế hoạch là cái thận cái gan nó bục liền. Thành ra cái đầu tiên cái màu đen là thường thường màu đen tức mày suy nghĩ, mày nhắm mắt làm suy nghĩ với ai mở mắt, thấy không, làm cắt đầu nó cắt mày sáng mai làm gì, chứ mày mở mắt làm sao mà suy nghĩ, cái màu đen nó hay vậy đó, là khi người ta suy nghĩ tính toán là tao phải nhắm mắt lại suy nghĩ, bởi vì khi mày tính toán mày nhìn nhỉ, đi ngang mày biết mẹ mày á, mày đang tính toán hả, đi ngang mày không thấy rồi, nhưng động nó tính toán mắt không không hoạt động nữa, im re, tức là cái màu đen này là cái màu đen bằng ý chứ không phải là màu đen bên ngoài. Khi mày tính toán gì là mày nhìn không thấy xung quanh, tức là trong đầu mày ở dưới trước là không có thấy gì, không thấy tức là màu đen, mà không thấy bằng cái ý mới quan trọng, chứ thấy màu đen không phải là cái ý, mày nhìn nó mà thấy đen thui, tức là mày dù tao đang nhìn mày mà tao ngồi tự tính mà. Má tao đến Sài Gòn thì là lạ, tao đâu có thấy mày, nhưng lúc là trong con mắt tao là không thấy gì, không thấy gì ý là màu đen, tức là mày tập trung suy nghĩ rất là sâu vô rồi mày không biết gì xung quanh, con mắt nó không thấy, thấy cái màu đen tức là không thấy gì. Còn nếu thấy muốn cho nó tập trung thì ngồi vô cái phòng phòng tối om luôn thì nó dễ tập trung hơn cái phòng sáng loà tập trung suy nghĩ cũng được. Thì cái cách đó, khi mà mất tập trung thì kiếm cái tối đen này ban đêm nè, tĩnh lặng nè, màu đen ấy nó là không có yên phân phát, chứ mà màu đen là màu đen ta tức là ban đêm không ai thấy, không có ai ngủ mẹ hết rồi, yên tĩnh lắm thì cái não nó mới làm việc nhiều, tập trung suy nghĩ. Buổi sáng mày thức dậy số 4-5 giờ mày suy nghĩ công việc mày tỉnh táo hơn mày đang buổi trưa mày đang ăn cơm mày đang công việc tùm lum mày mồ mày suy nghĩ làm sao mà mày suy nghĩ được đàng hoàng. Thành ra khi mày tập luyện được cái khí công này là khi đó mày tập trung suy nghĩ màu đen làm tốt, tưởng tượng như mày đang ngồi ban đêm thì nó ra cái ý đó là cái làm mày tập trung tính toán được. Rồi cái bước thứ hai là muốn đầu tư tiền phải ngồi tập trung nhìn cái màu xanh đó. Thì cái đầu nghĩ cái này là phải đầu tư vô cái kế hoạch của mày bao nhiêu tiền thì chỉ cái màu xanh nó mới chạy, nó làm cho cái gan mày nó ổn định để nó
nó làm việc tính toán cái đó. Còn khi nó tập trung cho bổn tử là nghĩ ăn có lời hay không, tức là một tháng mà dư ra đêm là xài chi phí 10 triệu, bây giờ mình làm cái kế hoạch nó có trên 10 triệu không có trên làm chi, lỗ thì vợ chồng đói hết, thì cái bổn tử tính mà tháng ăn như thế nào. Lúc khi mình tính nó bổn tử thì mình phải biết chi phí cả gia đình mày bao nhiêu mày mới tính được. Bổn tử là một là thổ, là đất, đất nó nuôi toàn thế giới, nuôi toàn thân, ở bổn tử nuôi gan nuôi thận nuôi toàn thân, nuôi cả gia đình, nuôi vợ nuôi con, thì cái đó là màu nâu, thường là màu nâu. Thì cái bài này nó ý là gì? Khi mà tập thở được, bây giờ nói lấy khí gì vô, bây giờ trong người đang bệnh gì mà lấy khí đó, vậy rồi mày tính nóng quá rồi, là khi cái gì mới đầy đủ thì nó hết nóng. Cái gì cũng vậy, cũng như giờ mày đang thèm ăn mà no còn thèm nữa đâu, thì nó không đòi hỏi nữa, quân bình ông dương. Nó không có bao tử rồi. Nó có cái đó ở đâu này. Ngũ hành đâu, ở trong ngũ hành của thuốc đó. Thuốc đâu, thuốc đâu, nói nó là trong địa trong, thuốc mà là đất ra con mẹ gì đó. Nó nói là gan là một, nó không có bao tử, nó là tại vì nó sao là... thuốc mày là địa khí sanh ra, đất sanh ra. Trong thiên nhiên có ba loại khí, đất, tất cả cây cối thú vật do đất sanh ra. Thế nên bản chất nó có đất trong nó mẹ rồi, nó là đất sinh ra, con thú cũng là đất sinh ra luôn, người mình cũng thú sinh ra chứ đâu phải trời sanh. Tất cả cái gì trên trái đất này là đất sinh ra hết. Thành ra khi mà tao cái con mày lấy địa khí mà không lấy tiên khí, cái tiên khí mày bị mát liền, trầu hỏa liền. Nó cái cây thuốc mày là đất nuôi chứ ai nuôi cho nó mày, ai nuôi nó đâu phải mặt trời không, chỉ có ánh nắng thôi. Còn dưới đất nó chui lên, thành ra nó không có chịu thổ đâu, mà thổ nó ngầm hiểu nằm trong trong cái sơ đồ này cũng không có tiền, không có bao tử, chu dương đồ cũng không có thổ, nghe không, đâu có thấy đâu, nó chỉ có bốn thằng nghe à. Là ý nó nói gì, cái đó là có nói chi, nó biết dễ biết quá, nói vô làm chi gì thừa. Như tao mày biết là cái này đi đất lên, như mày nói tính đất gì nữa, nói như đất lên mà còn nói đất vô chi, mày đưa cho đất lại dư hai chữ. Cây là đất sanh ra, bây giờ nó cây thuộc thổ là vô lý, nó mà nó đã sanh ra mày còn hỏi tao nữa. Thành ra trong mấy tài liệu nó không ghi chữ thổ vô. Nó giống như mày là người cho biểu là người kiệt, người lý tiểu kiệt. Nó mà lý tiểu kiệt mẹ đi, còn người lý tiểu kiệt nó thừa chứ người. Nó giống vậy đó, tôi quen quá, người xưa tôi quen, tao không kêu chữ đó nữa. Thế cái đó là biết là đất sanh ra nuôi mày hết. Còn mày nói chữ đất vô này, đất chui lên còn hỏi nói hoài, bỏ cắt mất cái từ đi. Cái chữ thổ trong bao tử mình cũng vậy á. Cái thổ đấy, tại vì tao nói mày cái thổ là do bốn thằng kia có nó mới có, chứ không có nó không có được. Phải bốn thằng kia có mới sanh ra thổ được. Tức là mày muốn đói mày phải vận động mới đói, đúng không? Mày phải vận động, mà vận động thì tim phải làm việc. Mấy thứ kia làm việc hết, bao tử làm có mẹ gì nó ngồi không á. Hồi nó đói thì bắt đầu nó đòi ăn, nó là thằng cuối trong bao tử mẹ. Chữ thổ là gì? Mày mà ngồi yên là mày là bao tử bệnh chết, đừng không vận động dễ đâu, bao tử nằm không coi, không có làm con mẹ vậy đó, thì nó ăn sẽ loạn không đúng giờ đúng giấc, bệnh bao tử ngay. Bây giờ phải vận động thì bắt đầu là bốn cái hành hành kia nó làm việc thì thổ nó mới hiện ra. Thành ra tôi nói là xung quanh trước tâm sau, cái thổ là ở trung tâm, bốn góc ở trung tâm, mà trung tâm nó không cân bằng thì nó lảo đảo vậy nè. Còn bốn thường mình bốn cái hướng nó cân bằng thì cái tâm nó vững, thì cái bánh xe nó quay đẹp. Bây giờ mình lấy cái bàn, mình quay cái bàn này, nếu mà bốn góc có bốn cái gì nặng khác nhau, nó chình chồng chênh nè, như nó mặn nặng nhau quay đẹp thì nó vô cái tâm, thì lúc nó hút vô tâm thì lúc đó cái bao tử nó mới gan làm bao nhiêu tôi kiếm đồ ăn do gan, gan làm việc nhiều cấp gan, tim làm việc thiếu tim, phổi làm nhiều kiếm được phổi, thận làm việc nhiều thiếu thận, còn bản thân nó đâu có, nó không có mẹ vậy đó. Mấy anh kia không làm là cái bao tử ở không luôn, mấy anh kia làm được bao tử nó xuất hiện là cái thổ nó xuất hiện. Thành ra người cũng vậy, bây giờ trong mày có miếng đất, mày không có cày cấy, có lấy gạo trong nuôi vợ nuôi con, để tự động mọc cỏ không à. Nếu mọc thuốc thì mày hái lên rồi, thiên nhiên mọc thuốc rồi, còn mày muốn nuôi mình mày vô cái đất đó, mày phải bỏ sức lao động vô mới có. Thành chữ thổ là thổ, nó có hai loại thổ từ thiên, tức là thiên nhiên nó tự sanh ra, thì cái đó là thuốc quý à.
còn lúa mạch hay là gạo mày ăn mày cày, nhưng mà trời đâu có cho mày gạo. Thành ra là người phải bỏ sức vô, còn khi trời nó cho thì cũng mày phải bỏ sức ra. Thành ra chữ thổ có hai ý là thổ nằm yên lắm, là thiên trời nó phú cho mày, cái đất nó sanh ra bưởi năm rồi, cái đất nó sanh ra cái này, nó sanh cái kia. Còn ngoài ra con người phải muốn làm vô cái đất phải bỏ công sức ra nó ra để sống, còn cái đất nó chỉ sanh một thứ thôi, địa linh nhân kiệt, cái đất nào sanh một loại đó không sanh cái khác được. Người cũng vậy, cái đất đó là của một cái ông giỏi sanh ra là mấy thằng kia ngu hết. Còn muốn khôn thì mấy thằng nó phải cày thì mới sống được, không thôi cái thằng khôn nó ăn hết trên đầu rồi. Cái khu đó dụ nó ra cây thuốc là nó chỉ có cây thuốc đó thôi, trồng cái khác không trồng được, mà trồng cây thuốc ở đất đó thì mới bổ cho người mày thôi, mày trồng thuốc khác là thua. Đó là gọi là đất xanh là cây, cái đất nó mới là đất của trời đất. Còn đất của mày tự trồng không có bổ đâu, mày dù mày học về thuốc bắc mà lấy nó mà trồng ở Việt Nam đừng có học, thuốc nào nó nằm ở xứ nào ra đó, nguồn ngay đó là thuốc ngọt bổ nhất, đất nó xanh ra cái đó, chữ thổ nó vậy. Còn trong trong thuốc bắc mày nó không ghi chữ thổ hay sao, thì cái cây đó, cái đất nó xanh cái cây đó họ chữ thổ làm đích. Bởi vì nhiều cái cây phải lên tới tận núi núi Hy Mã, là Himalaya mới có cái thuốc đó, cái cây đó lên. Trong ngũ tạng thì nó không có bao tử, nó nằm ở ngoài gọi là ngũ tạng lục phủ, nó nằm ở chỗ lục phủ thôi. Thì thổ nó thuộc về là gọi là cái lá lá bía đó, gọi là lá bía đúng rồi. Lưỡi bé là tùy á. Tỳ ừ nó thổ là ừ nó nói về cái đó. ừ Còn bao tử thì nó nằm gọi là lục phủ ừ tam tiêu. tức là nó không phải là tạng, đúng Trong rồi. ngũ tạng nó không có bao tử, nó Nó không có nói, nó không có nói là tại cái đó nó đúng ra là cái đó nó sanh sâu. Mấy cái kia có mấy có nó không có hả, hỏi là hỏi làm là mẹ. tâm can tỳ phế thận. Bốn thằng đó, bốn thằng là bốn gốc, nó gọi là trong khí mình thấy không, có tứ tượng không, nó có năm tượng, âm dương sanh tứ tượng thôi, nó sanh năm tượng đâu. Bốn tượng đó là bốn là khí, là tứ tượng khí, nó mới trộn nó mới ra ngũ hành, cái hành có sâu bốn loại khí. Giống trái đất mình quay là buổi trưa là thật nóng rồi bớt nóng, rồi đêm thật lạnh và bớt lạnh, đâu có cái gì giữa, đâu có cái sự loại giữa giữa đâu. Thật nóng là buổi trưa cực nóng, buổi đêm cực lạnh, ở giữa 5 giờ 6 giờ là vừa nóng vừa lạnh hết, không có cái gì ở trong. Cái tâm là cái vật chất sanh ra, còn kia là cái năng vô hình. Vô hình nó có bốn loại năng lượng thôi, khi nó bốn loại nó pha trộn thì mới ra năm hành, nó ra năm cái vật chất. Cái hành nó là cái vật chất, cái ngoại khí nó sanh ra sau bốn loại khí, nó sanh ra năm cái hành. Thành ra cái vật, cái mắt mày thấy được là hành, không thấy được là khí. Cái khí của tim mày đâu có thấy đâu, cái tánh nóng của gan mày đâu có thấy, tôi biết thì để hiện cái tánh mày đâu. Còn trong người mới nóng tạng, khi mày đói này hiện là cái khí đói là có bao tử, mình thấy chữ thổ ra mới lòi ra, khi mình đói mình thể hiện. Giờ là phải kiếm cái màu sắc để nhìn nó lại. Nhưng mà nhìn mà phải suy nghĩ cái ý đó. Cái ý là cái chính, màu đỏ là cái sự là buổi sáng mới khai, tức là trời mới sanh ra, là muốn lấy cái đó. Màu đỏ nó không phải màu đỏ thiệt đỏ chói, cái bỏ màu buổi sáng mà mặt trời nó vừa hé lên á, đỏ cái màu đỏ thì thường thường có thể mà lấy cái hình chụp hoặc sáng mình phải nhìn đó. Hồi xưa nó tím mặt trời nó nhìn á, 5 giờ sáng luyện, còn giờ không có, phải chế giờ cao lẽ sáng mày chiếu mặt trời mày ra mày ngồi, còn đêm mà lúc mà không có ai mà nhìn 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 ở chân trời tối om là màu đen. Màu xanh mày kiếm trong nhà mày cây, cứ cây lan mày nhìn nó cái bông lan, cái cây màu có màu xanh nó ngồi nhìn nó mà tập. Mà khi mình tập nó mình phải nghĩ là cái khí nó vô vô cái đan điền mình cất đó, nên nửa để lấy cái khí đó, nó nuôi cái gan cho cất thôi, đem về cất nhà giống như mày ra đường mày lượm mày cất vô. Thì Mình trong lấy cho bom là mình để trước mặt Thì cái vụ mà nhìn cái mà cụ bông, nhiều lúc có bông thì bông nó màu vàng hay vô cái gì, cây màu xanh hay vô gì, nếu cái nào nó đủ hết năm sắc, cái nào mình luyện đủ thứ trên cái được đồ hình đó. Nhưng mình ngồi đó mình phải nghĩ là mình nói tôi đem cái khí nó vô trong người tôi, để sau này khi mà cái gan nó cần thì cái khí màu xanh nó nuôi cái gan. Thành ra khi ngày xưa nó bị đau gan lấy cây nó rờ vô cái cây nó tập hút khí luôn,
vận khí nó lấy ý từ cái cây chạy, chạy vào người, nó vô năng lượng xong nó chạy trở ra xuống dưới đất, xả đất, xả đất bằng cái cây. Thành ra mấy ngày xưa nó mấy ông tiên nó ông đi xa, ông đi các nơi kiếm mấy cây nó hút hút cái năng lượng đó. Tức là những cái địa linh nhân kiệt, có nhiều ông lên cái núi đó ông thấy có cái khí đen, ông vô ông ngồi lấy hút khí, tập hồi lấy khí đi chỗ khác, ông đi dân du khắp nơi. Thành ra ông tiên không phải như mình ở chỗ đâu, ông kiếm chỗ nào mà linh khí nhiều ông hút vô. Dù giờ ông thành ra biển ấy, khí khí mặt trời nhiều hơn trên núi. Trên núi thì cây cỏ sơn đất đá, để tay cho nó ngồi trên cái tảng đá luyện công, lấy hơi đất ở dưới cái cục đá vô thạch là kim kim thạch, lấy đất lấy khí đất. Còn ngồi mặt trời là ngồi chỗ khi mình nhìn mặt trời thì làm mình lấy ánh nắng vô, tại vì chỗ giống như buổi sáng mà lăn lăn lạnh mà sao mà ra mà nắng ấm, thấy không? Khi mà lấy cái màu mặt trời người mà sao ấm lên, người ấm lên họ không sợ lạnh. Thành ra khi mà tập quen rồi mình ngồi trong xứ lạnh thôi, mình nghĩ tới mặt trời là người mình không sợ lạnh. Nó lấy cái khí mà để chặn trước giờ tập ít xóa rồi. Nó là cái cách đó. Cái bài đó là gì? Bắt đầu lấy cái thứ gì vô người, khí gì loại gì, không phải như cái tụi kia luyện khí chung chung khí gì trên trời chui vô cái đầu, khí gì không biết, tập ra làm gì mà không tập vậy nó sẽ bị nhập ma, là mày không biết mày tập cái gì. Thành ra ngày xưa nó trong chuyện chưởng khí dung nó là đánh ra lửa là luyện luyện khí nóng không, còn thằng nó đánh ra lạnh như băng, đánh rồi nó đông cứng mà, là nó ý nói là thằng nó luyện về về màu đen nhiều nó ra cái hơi lạnh, hay luyện về kim nhiều thì nó xuất chưởng nó ra khí lạnh, thằng xuất chưởng khí nóng, thằng là xuất âm hàn nó tùm lum. Cái chưởng trung dung hay nói khi cái tay mình xuất ra trong đầu mình luyện cái gì mình xuất cái đó nhiều, đó là dạy lại xuất luyện về thủy. Thủy là nước, nước nó màu đen rồi. Sinh nó mới học của thầy thì thường nó học mấy mấy năm mới đạt. Thường thường nó luyện là 10 tháng lấy bài thôi, tập trước 20 năm để lấy bài, để đó lấy bài để hiểu, hiểu hiểu từ từ xong bắt đầu mình tập. Tức là có giống như mình đi học phổ thông á, như con mày nó học hết 12 năm lúc phổ thông ra đời mới xài, chứ không có xài liền, học qua biết để đó. Bắt đầu giờ mình luyện cao lên là bắt đầu mình ngồi mình tập hết, tại vì những cái bài này là gì, nó đang chỉ mày cách để lấy từng loại, lát hồi mình nguyên một bài bắt đầu luyện lại từ đầu mới xong. Thế ai học từ đầu được? Cũng giống như bây giờ mày học lớp 12, 12 năm mới lấy bằng lớp 12, thì ra đời mày có kiến thức lớp 12, thì mày học qua hết. Xong rồi mày có học quay trở lên mày luyện, thì bắt đầu mày đủ hết cái suy nghĩ trong đầu mày luyện, nó chín chắn. Ví dụ bây giờ mày học hết 10 tháng xong, mày luyện lại số 1 nó khác rồi. Cái đầu mày nó khôn hơn trước, nó ngu hơn trước. Vì tao ngồi vậy là tao lấy khí vô năng lượng, tao thở 10 phút là lấy khác. Hồi trước mình chung chung không, vậy cụ thể mình tập sao này, mình nhìn sao mình có thở mình sao này, mình thở bình thường. Nhưng mà khi mà tập đó nghe mày để ý nha, cái mọc màu lửa nó nóng, thở nó nóng nhiều hơn, tự nhiên thấy khác. Là giống như mày ngồi ngồi gần lửa mày thấy tập hồi người nó nóng hơn, chỉ nhìn thôi mình cứ mà coi cảm nhận nó khác, năm cái khác nó khác nhau. Năm cái cảm nhận khi tập năm nhìn nó thôi, mày cứ thở bình thường. Nhưng mà suy nghĩ tao lấy hết năng lượng của mày vô, nhưng lâu đó mày sẽ trong cơ thể mày cảm nhận năm loại nó khác nhau chỗ nào mày phải biết, để sau này mày khi mày vận khí mày lấy cái đó đưa vô người. Ví dụ mày ngồi vậy, mày nhìn cái màu lửa thấy người nóng, mày lấy cái ý nóng mà luyện là nó lấy được khí hỏa, là mày xuất khí hỏa ra, kéo xuống là kéo vô lỗ mũi, rồi chui mũi mà tập trung lấy vô. Dụ nó giống dụ á, giống như con thú này dụ vô lỗ mũi mày lấy được, chứ nó đứng ngoài mày nhìn cho cái mà nhìn xéo xuống, trong nhìn xuống cái đùi mày nhìn lỗ mũi, rồi cái khép hờ nhìn tập trung này lấy vô. Khi vô thì để ý hai cái, có hơi nóng không, cái nhiệt độ tụi nó khác nhau nha, rồi cái âm thanh nó vô khác nhau ghê lắm. Mày không để ý thôi. Ngày xưa mấy thằng luyện khí công, trời, con chim nó nghe khi nó luyện khí công mà trong năm nó mạnh xong, nó thấy ở ngoài thiên nhiên có năm loại khác nhau. Ví dụ mình ngồi mình nghe cái tiếng nước chảy róc rách khác, con chim nó hót khác, nó đạo cái sức khỏe mày khác trong người. Thì khi mà cái ví dụ mình lấy một cái màu đỏ, mình tưởng tượng chạy vô lỗ mũi, khi mình hít vô cả mà phải thấy nóng hơn chứ, mặt trời mà, đúng không? Phải thấy
Bởi vì khi cái bài hai cái bài mà từ lỗ mũi xuống là nó có hai loại nghe âm thanh và cảm nhận hơi nóng như thế nào, khác biệt chỗ nào phải biết. Thế khi nó thấy khác biệt rồi đổi, khi mình thấy màu lửa cảm nhận này, khi mình lấy màu đỏ thì trong người cảm nhận vậy, và cái âm thanh nó vô, nó âm thanh ví dụ cái hơi mình ngồi trong cái phòng cực nóng mình hít vô nó đâu có nước mũi ra, trời mình lạnh nước mũi nó ra cả đó. Còn nếu mà trời khô cái cái âm thanh nó vô khác nhau. Bởi vậy mình cái người xưa nó ghê lắm, thành ra cái thằng thằng nào mà không cảm nhận vô nó đẩy mẹ vô cái phòng phòng nóng ngồi tập thì biết liền thở luôn mà nó khô. Thế trời mình luyện cái màu hỏa là cái lỗ mũi phải khô sao nó chùm nhẹp đó, rồi đưa cái phòng lạnh nước chảy nước mũi lộn 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 tạo vừa tập vừa khò nước mũi chảy ra khò, đó là phòng lạnh khác liền, cảm giác con người thay đổi liền. Nó theo cái thời tiết mà khi mà luyện năm cái hành quen lên thì thời tiết ở ngoài sao mày vậy, trời lạnh mày cũng thích hợp Màu đúng đỏ, trắng, trắng có vàng không vậy? vàng. Vàng là cái bao tử luôn, là thổ đất là vàng, vàng đậm thành nâu đó. Đèn đỏ. Mày có lấy mày tao nói mày thận màu đen nhá không, gan màu xanh, thổ là bao tử màu nâu, phổi là màu trắng, tim màu đỏ, xong năm màu đó đó mày nhớ vậy. Màu trắng là mày muốn dễ lắm, mình lấy trong cái phổi, cái phổi màu trắng, cái thận mày cắt nào cái màu đen mày luộc lên thấy liền, cái thổi nó luộc nó cũng trắng trắng à gan mày luộc nó thấy cái màu khác, nếu mà để yên thì thấy đó, cứ tưởng tượng là mấy cái gan, hoặc là mày lấy con thú, ngày xưa nó lấy thú, con hổ là cái phổi, con rồng là thanh long, là con rồng xanh ngoài biển là nó xanh như cái màu nước biển vậy. Là màu xanh, màu xanh mà xanh nó xanh xanh như cái cây vậy, chứ không phải xanh mà xanh nước biển nha, nước biển nước nó màu đen thủy. Mà mình nhìn mặt trời xong rồi lấy xuống rồi cũng Đó, rồi nhìn nó mặt đi ô trời năm nay cái mình nghĩ mặt trời nó rớt xuống mặt nước trước nó trôi vô à, chứ đừng nghĩ thẳng đem vô nó mạnh lắm. Tức là mày không lấy trực tiếp được đâu, mà lấy cái ánh của nó là cái một phần của nó thôi, mày lấy hết nổi lấy vậy xin ông một chút, lấy một chút đèn vô tập trung là nó bồi lắm như nó tại sức mày tới đâu lấy được bấy nhiêu, mà lấy nhiều là nó dư. Tại khi mình tưởng tượng ha, dùng dùng nhìn mặt trời cái mày khép mắt là mày thấy mặt trời hiện trong đầu, nó không có đậm như ở ngoài đâu, nó nhỏ nó cũng đỏ đỏ mà nó mờ, nó vô năng lượng nó vô ít rồi. Thì khi bắt đầu nó đem tới gần mình, bắt đầu vô tới trong mình nhắm mắt rồi đâu có cho mở nữa, hai bước sau này nhắm mắt mà bắt đầu cho mở, mở tức là giống như mày ngồi vẽ đó, mày thấy mình mặt đó chưa, giờ tao nhắm mắt mày vẽ lại trong não mày, giống như tao nhìn mặt mày, giờ tao nhắm mắt tao ngồi tao vẽ lại, thiếu một cái là thua, nếu tao vẽ 100% là tao giỏi, giống như cho mày nhìn một lần xong lát mày vẽ lại, bây giờ tao cho cái này nhìn mày. Rồi vẽ đi con, rồi mày phải tưởng tượng giống vậy á, mày phải hình dung hết cái đặc biệt của cái mặt trời nó có cái gì, nó có tính nóng nè, tính sáng nè, bây giờ mày nhắm mắt là mày vẽ mặt trời trong đầu được không, để người ta thấy nó đúng mặt trời mày vẽ không, người ta nhìn không phải mặt trời chết mẹ thành cái cục tròn tròn có vài cái mày vẽ là sao ta tưởng tượng là thấy giống như mặt trời, thì lúc là mày say mà phải vẽ màu đỏ chứ ai vẽ cái mặt trời đen thui đúng không. Rồi bây giờ mình nhìn nhìn đồ cái cây mà vẽ cây đen thui nó được vẽ màu xanh trong đầu mày phải vẽ màu xanh, mà cái màu xanh trong đầu mày nó khác à, cái màu xanh cái suy nghĩ mày á nó ra cái màu xanh, mày nhắm mắt mày tức là mày giống như mày vẽ lại cái đó cho tao, dùng cái não vẽ lại, vẽ và cái vẽ lại cái đặc tính năng lượng đó, cái khí nóng là sao, khi nó vô cái khí nóng vô người mình cảm giác giống như ngồi trong máy lạnh mà thấy không, ghi lạnh nó vô cái da mình thấy sao khác chưa. Bây giờ tao tắt máy lạnh đi, tao thổi mấy mấy cái quạt nóng nhưng mà thấy cái da khác, thì cái cảm giác nó khác nhau, thì mỗi cảm giác khi nó tập năm cảm giác phải khác nhau, nhưng mà trong đó mày sẽ giỏi vài cảm giác thôi. Có cái luyện mặt trời thì cảm thấy liền, luyện màu xanh mà thấy liền, có mấy cái mà không thấy được mày dở hai cái khiếu đó, tao phải giỏi hết năm hành rồi. Người nào cũng vậy, người này giỏi hành nào thì nó lấy cái đó màu lắm, nó ngồi nó thấy liền, ví dụ ngồi ngay cái lửa nó thấy nóng liền, còn mình ngồi một hồi nó nóng, còn nó ngồi nó thấy nóng liền, cái độ nhạy của nó, dù thằng nó bước vô cái phòng nó biết trong một phòng có mùi gì, bước vô phòng biết phòng lạnh cái gì, còn mình cũng thấy nó biết là phòng này lạnh, cái đó là nó gọi là nó đang thử cái linh giác của mày, cái cảm giác của mày khi với khi thời tiết xung quanh nó thay đổi, ví dụ mình ngồi về mà đóng cửa phòng hết mà mặt trời lên mày biết
Khi mình tôi khí công ngồi đóng cửa phòng như một trời sáng lên, mà ông nói là ở ngoài mặt trời lên rồi, hồi nó mặt trăng lại ra lên rồi, mày mặc dù mày ở trong phòng đóng kín, mày tập lâu á là biết hết cái độ nhạy, biết hết, nó cảm nhận biết liền. Ví dụ ở dưới vậy, cái nhiều cái ông trong trong hang rồi sao biết mấy năm ông thiền biết hết á, biết giờ ông trong hang đóng tối ông biết ở ngoài đâu có nắng, nếu mà con ra mở cửa có nắng hết. Rồi ông nói mặt trăng vừa lên mà ra mở cửa có trăng là ông nhìn, ông ngồi ở ngoài luyện thời gian, ông vô trong là ông biết hết bên ngoài. Giống như ngồi đây mình nghe tiếng động có người đi ngoài vậy thôi đó, ra rồi 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 biết. Còn mình cứ khi mình ngồi tập trung mà sẽ thấy nó có những cái tín hiệu để báo trong não và biết rồi cái đó là cái gì, biết liền cái độ, tức là nó có cái năng lượng phóng ra khác nhau, mỗi một màu nó có một cái tần số năng lượng khác nhau. Màu xanh ví dụ trong Mỹ nó đo màu đỏ là năng lượng 1.000 chẳng hạn, màu xanh có 800 mà, màu nâu nó ít hơn, màu nước nó ít hơn. Thì mình ngồi và thấy năm mấy cảm giác để dùng cái não mình phân loại đó. Còn tụi Mỹ lấy máy nó đo, còn mình lấy đầu mình đo. Tại sao mày cầm nè, biết cái này nè, mày thấy cái tay này không, sao mày cầm cái tờ giấy lên mày cầm được mà nó mới nhẹ, nhưng mà cầm cái này cũng sao nó cũng cầm được. Nếu mà mày cầm mạnh bằng cái này thì cái tờ giấy nó văng lên nổi ghê lắm, cái não mình ghê lắm, nó biết hết á, tại mày không để ý thôi. Tôi hỏi mày, mày kêu người máy á, mày chế cái người máy cầm cái này lên được, nhưng mà cầm cái này nó cầm cái nó vứt lên trời nó mạnh quá. Còn cái não, cái suy nghĩ mày ghê lắm, mày nhìn cái đó là biết là cái gì, mày xuất cái năng lượng bằng cái đó mày cầm lên nó nhẹ nhàng, mày cầm tờ giấy cũng nhẹ, mày bưng cái bao gạo cũng bưng được, nhưng mà lấy cái lực của bao gạo bưng tờ giấy nó văng lên trời chứ. Nhưng mà không có, cái não khôn mày nhìn cái cái này 100 gram, cái này 200, cái tay cầm rất là nhẹ nhàng, để đưa robot nó cầm vậy, cái bông nhầm trời, cái não mình nhìn nó biết hết cái bên trong. Nhiều người không có để ý, cái não mình ghê lắm. Mình nhìn cái màu xanh á, mình nhắm mắt là mình lấy được màu xanh, mình nhìn màu đỏ mình lấy được màu đỏ nữa, trong đầu mình ngồi giờ muốn lấy hơi nóng mình nghĩ màu đỏ trong người nóng liền, mình nghĩ màu xanh cái gan khỏe, cái nó thích cái này rồi lấy từ bụng nó đưa lên lại. Cái lúc mày ở trong hang làm sao mà lấy, bây giờ tao nói mày ra ngoài trời quen luyện hết năm cái loại đó, tôi nhốt mày trong hang mày không có bệnh, phải lấy cái đó ra là cất sẵn. Thành ra ngày xưa rồi tích khí của cháu mình kiếm tiền á, mày làm ăn kiếm tiền mày để bỏ trong ngân hàng thì mày cài xuất ra đi xài, tức là cái người kiếm tiền đều biết có để dành, còn khí không biết để dành làm sao mà đủ, ngày nào mày ăn bao nhiêu cơm mày xài mẹ nó hết làm sao được. Đang làm tập mấy năm mà chưa chưa hết, chưa nghe xong này. 10 tháng khó lắm, bởi vậy nó không dễ đâu. Mấy năm mà học tập của thầy Ừ, mày tại vì mày phải tập động công ít đó, mày phải tập động công nhiều, động nhất là thầy thủy á, thầy tiêu kỷ nên mở hết mấy cái huyệt đó ra, cái đăng điền này thôi. Mày phải tập đầu tiên cái bài và tĩnh khí công là đầu tiên nó mở đăng điền để tập cho mày lấy cái đăng điền mày hiểu, xong tới cái hội âm, hội âm tới cái xương cùng, mỗi cái nó tập tập để mỗi cái nó nhận biết cái khí đi qua. Bây giờ cái khí vô bụng mày biết rồi, khí vô hồng môn biết chưa, chưa biết đâu, đâu phải cái đăng điền không đâu, nó đi hết 12 cái việc của nè, cái việc mày thấy cái hình nó 12 cái điểm đỏ, mỗi điểm nó có một loại khí. Tức là bây giờ 2 tháng đầu cảm nhận cái đăng điền khí nó xuống này, xong 2 tháng sau nó xuống xương cùng trong người mày thấy sao, nó xuống cái hội âm, không phải xuống lỗ lỗ thích đâu. Bởi vậy người ta nói hậu môn là sai, hậu môn là cái chỗ đi ỉa, nó có lệ phải chỗ luyện công, cái chỗ luyện công là không có cái gì hết, luyện công chỗ đi ỉa sao đầy điện gì. Thành ra cái chữ hậu môn cái đây cái người dịch mà ngành khí công nó dịch sai, hội âm chỗ hội âm nó xong hết bài này mà luyện tới hội âm là hội âm nó có năm, cũng có năm cái hành, cái hội âm nằm phía trước là thuộc tim, hội âm nằm phía sau thuộc thận, nằm bên phải thuộc gan, nằm bên trái thuộc thuộc phổi, cái hội âm chứ lỗ đít làm sao mà dính năm cái đó được. Mày ngồi mày ha, mày ngồi nha, mày ý mày từ cái hội âm mày bắn lên cái năng điện đó, mày thấy là cái hậu môn cái phía trước nó căng chứ làm sao nhíu được. Ngay từ nào mày ngồi nhà mày đi ngửa là sao mày thấy cái hậu môn phía sau nó căng, cái hậu môn là nơi căng, còn cái thằng điều khiển nó thằng hội âm chứ không có thể nào cái lỗ đít mày nó có làm, nó chỉ một cái cơ trơn làm sao mày gồng được, nó gồng một điểm nữa, chỗ đó là chỗ vô hình không có hữu hình. Cái bụng mày cái chỗ liên điện đâu có cái gì điều khiển nó đâu,
thấy không, mình thấy không nào, mình ngồi ra mình đổ trước, mình thấy cái hậu môn mình mày ý mà để ngay cái hậu môn, thấy hậu môn nó căng cái mé trước rồi phía sau à, mình thấy không, cái hậu môn nó căng cái mé sau, nhưng mà cái gì điều khiển nó, cái hội âm điều khiển không phải cái hậu môn, cái hậu môn sao nó căng nữa, rồi mình nghiêng bên trái là thế, bên này nó mềm bên kia nó cứng, nghiêng bên này nó mềm, cái lỗ lỗ đít này, bên này mềm nó cứng, mà cái đó là cái hội âm điều khiển chứ không phải cái lỗ đít, lỗ đít nó nằm yên mà, nhưng cái ý nó thay đổi á, đúng không? Rồi ngồi thẳng ở giữa mình thấy nó ở giữa lỗ đít thẳng lên đầu, cái ruột già mà nó đi cong làm sao đi thẳng lên đầu được, thành ra khi học hết cái bài này tới bắt đầu nó điều khiển hội âm, cái bài đó hội âm nó hơi hơi nói bài ra cho mình tập nó ha, nhíu hậu môn nó vô rúng, thật là nhíu hội âm, cái ý mà nghĩ thôi, từ cái điểm ở giữa cái chỗ tiểu mà nó căng lên đó thì nó căng cái hậu lỗ đít chứ không phải nhíu hội lỗ đít, mày nhíu nó không có mẹ á, mày chỉ nghiêng mà dùng cái ý giữa hội âm mày đẩy lên cái rúng coi, thấy không, là cái lỗ hội cái lỗ đít mày nó bị căng cái mặt trước, đúng không, chứ đâu phải mày nhíu, mày không có nhíu gì hết, mày chỉ nghiêng nhà lại đó là nó căng đó, mày nhíu là nó không có, nó căng hết, sai bét. Thì cái bài số 1 đó đang chỉ mày đang tập dần dần cái hồi âm nào, ví dụ mày ngồi vậy thấy không, nhà mày chỉ dùng ý hồi âm ha, mày nghiêng cái hồi âm nó hướng cái ý từ hồi âm, cái hồi âm nó nhìn cái lỗ rúng một cái là mày thấy nó căng cái lỗ đít phía trước, cái hội đít mà, rồi mình để yên mình ngồi yên vậy, mình lấy cái hội âm mình nhìn nó cái lưng mình cái thấy cái lỗ đít nó căng hay sao, rồi lấy cái lỗ hội âm mình nhìn bên phải thấy cái căng cái lỗ đít bên phải, hội âm mình nhìn cái căng này, còn không muốn muốn tập ở đó thì nó bắt phải nghiêng này nghiêng vậy, tập trung ý vào thấy cái hậu cái lỗ đít bên này nó bị nhíu, chứ làm sao mà nhíu bên trái được mày, nhíu nhíu hết thành ra nhíu hội âm nó có 5 cái nhíu, mới một cái nhíu là sai hết đúng không, mày ngồi nghiêng bên này nè, ngồi nghiêng cái bên này bên trái nó căng bên phải nó mềm đúng không, nhưng mà nó là lập động công. Alo đó, thành ra nè hôm nay mày bài học số 1 thì bài số 1 nó có xài cái lỗ đít mà tao không có nói ra chưa nói tới, thì khi bài đầu tiên đó, tao nói mày nhíu hậu lỗ đít nhìn rúng, rồi nhíu lỗ đít nhìn mình muốn, cái này không phải nhíu mà nhíu cái hội âm, còn lỗ đít nằm đây à, nhưng mình nhíu đây thì ở đây nó căng, nhìn lên sao đó thầy? Tức là mày nè, okay. Mày ngay cái hội mày biết điểm hội âm chưa, đó mình lấy hội âm mày từ hội âm mình cái suy nghĩ mà từ đó mình nhìn lên cái rúng mà thấy từ hội âm nhìn lên đây nhìn những cái rúng đó, rồi cái mày thở đăng điền là nó hiện đó. Phải có thở đăng điền nó mới chỉ huy được, không có thở đăng điền bài một, bài một đó khó đó, bài một là thầy hướng dẫn là thở căng bụng đúng không? Căng bụng rồi díu hậu môn hướng đó, nhưng mà thật không nhíu là mày chỉ tập trung hội âm tự nó nhíu là tự nó nhíu mới được, còn mày cố ý là chết là sai đó, khí nó đâu có được, đâu có phải đồng ý là nó tự như nó nhíu là hậu môn, mà khi mà nhìn hậu môn nó nhíu phút trước là chứ cái mày thấy lỗ đít làm sao mà căng từng bốn bốn góc được, đúng không, thở ra đúng không, hít vô là nhíu trước, ngửa là thở ra là nó căng sau, tức là khi mà tập cái này là đây là hít vô nè, đây thở ra từ cái hậu môn này, nó chỉ làm dùng bài một có bài mà cái bài thứ mấy nó có cái bài khi nó có mới đầu chỉ xuống đây đó, thì mày mới hai cái này khác nhau đó, là thứ ba thì nhớ bài qua làm lại lại đi, thì bây giờ vô đây tôi nhấn mạnh mày lại là cái đó không phải nhíu hậu môn, tại hậu môn nó nguyên một cái cơ trọn làm sao nhíu được, nhưng mà dùng cái hội âm mà suy nghĩ ấy, thì ở đây nó mới nhíu này, cái hội âm nó chỉ huy ra này nè, thành ra khi ngồi á mới đầu mày phải nghiêng đó, nghiêng luôn quen rồi dùng ý cái là cái hội âm nó chỉ huy liền, nó không phải dùng dùng độ nghiêng nè, mày nghiêng vậy mày hít vô hít hít đăng điền nghiêng vô, thấy không, nó căng cái hậu môn phía trước liền, thì bây giờ mày đứng yên mày ngồi mày hít vô cái mày nghĩ tới hội âm tự nhiên nó cái lỗ đít nó nhíu, còn mày nghĩ tới hậu môn là sai bét, nó lại nó gồng hết cái lỗ đít lại, nó nhíu hết cái lỗ đít lại, còn cái này là chỉ có điểm nó khiến nó bắn lên, nó không nhúc nhích gì hết, tức là cái hậu môn khi luyện ở đó là cái lỗ đít mình tự dưng ra khí nó tụ đây, khí nó tụ đây nó bắn, khí nó tụ đây
khí tụ đây ở giữa cái hậu môn này có một đường khí, cái chỗ này là khi là cái lỗ đít mình nó díu vô trong là cái điểm, là điểm giữa, như cái hậu môn mình ở ngoài nó lõm vô này, cái điểm giữa là mới hiện là giữa mấy cái quần quần lỗ đít mình chiếu vô giữa chỗ đây mới là tam giác thứ hai. tam giác thứ hải, là chỗ cái rúng này hội âm cái mệnh môn. Tam giác thứ hải là cái điểm nằm ở giữa, nó là tâm của cái tam giác đều. Thứ hải là cái khu, nó không phải là huyệt trong trong y đâu, trong khí công nó khác trong y chỗ đó. Khí hải là cái khu luyện khí. Ở đây có cái khí hải nào không? Thì khí hải mà không, mình không luyện theo việc đó là cái tâm khí hải, mình là cái khu năng lượng. Còn cái khí hải của đông y là ngồi yên, nó đâu có cửa đâu, mình ngồi yên với chích đụng nhúc nhích này, còn khi mình nhúc nhích khí hải vẫn còn chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại nè, cái khí hải nằm đó mày ngửa đây vẫn còn ngửa này, thấy khí hải còn, còn cái khí hải của mày đứng yên nó mới chích được. Cái đó là việc tỉnh, việc của đông y khác việc luyện khí công. Khí công là cái khu năng lượng, nó có như quả cầu, cái cục nó nằm, mà nó nằm ngay cái huyệt đó. Thành ra khi những người luyện cao á, mày châm cứu là ta đưa cái huyệt ra chỗ khác, mày châm không trúng nhé, dời huyệt được luôn. Rồi luyện khí công ấy, bây giờ huyệt cũng châm không trúng đâu. Ví dụ ngay huyệt hết cho mày đưa khí hải mày đầu cái ý mày đưa chích vô không trúng. Vậy sao mày thấy hay lắm, dời huyệt được. Bây giờ mà coi phim chưởng á, đánh vô là chết là dời, đúng không quý vị? Đánh vô là chết liền, không chết bây giờ huyệt đi rồi. Cái huyệt là cái gì, là nơi gom khí lại thôi. Người không tập tự động thiên nhiên nó gom lại, còn một tập này giờ nó đi được, thành nó đánh vô cái không chết, đánh vô bách hộ đâm vô rúng không chết, bây giờ được đi đâm sắp chết được. Nó ghê như vậy là khí hay lắm. Để đó mày ngồi nha, mày tưởng tượng cái đang đi giờ quá, nó giờ thì nó không nằm chỗ đó đâu. Mày hơi nhích cái người bên phải thế chạy qua, nhích bên trái mày hơi nghiêng cái mông mông cái này chạy qua, cái đang đi cái huyệt chung chung nó thì nó nằm ở giữa là nó khí. Cái bài một này nó là 2 phút mà thở mấy cổng thở là sao? Tức là nó coi mày mày thời gian lấy khí bao nhiêu, mà khí không phải là thở nha. Mày đồng tin mày ngồi mày hít nhỏ, mày hít nhẹ thôi, mày thấy nó ngưng, mày hít rồi nó ngưng, mà hồi nó mới thở ra. Cái ngưng là luyện cái ngưng đó đó, cái thở là thở vô hình chứ không phải cái thở không khí. Nó ngưng, không phải thở, bởi vậy nó mới gọi là thở, mới gọi là khí công. Nhưng mày thở thở không khí mẹ rồi, mình nào mày hít vô mày hít nhẹ ra nó ngưng, cái ngưng đó là khí khí á, rồi hồi nó mới thở ra. Cái ngưng nó càng dài càng càng khỏe. Mày thử mày hít coi, mày thấy nó không có ngộp lâu lắm, từ người luyện công lâu ngộp lắm, mà hồi nó mới thở xì ra chút xíu. Thì ta khi người mà luyện khí công á, nó hít vô chừng 3 giây thôi, nó thở 3 giây, mà cái khúc dưới này có thể 30 giây, với khúc này khúc gì là khúc này khí, mà cái phổi nó không có mệt. Còn thở kia nín là chết, nín còn không có đâu. Mày hít nhẹ vô, không cần thở hít sâu, hít rồi mình nín đi, nó im re à, không có mệt phổi gì hết, còn lý không cần oxy luôn, mà khỏi mới thở. Mình cái khúc giữa đó, khúc đó tập lâu cần cái khúc đó, cái khúc đó là khúc quan trọng nhất trong cái ngành khí công này, chứ không phải là cái không khí. Mày thích theo chôn có 3 giây nè, 2 giây thôi mày ngưng, mình thấy lâu lắm, có khi 5 6 giây nó mới thở ra. Tức là cái khoảng không hay là cái gì, cái khí khí mạnh lắm. Bởi vì cái virus corona mày thở khí là không bao giờ nó quánh mày được, tại cái không khí, cái khí của mày nó mạnh gấp 2 lần cái không khí. Phổi nó dùng không khí có 2 giây, tao dùng tới 40 giây của khí, làm sao mà vô đánh tao được. Thành ra luyện khí không bao giờ bị virus corona đánh đâu đánh được. Mày hít vô coi, mày hít chừng 1 giây thôi, đừng có nhiều, mà càng càng ít càng tốt. Mày nín nó coi, nó gấp 10 lần cái thời gian hít vô, ít nhất là 10 lần mày hít 1 giây, mình thấy nín 10 giây nó thở rồi, 1 giây cuối cùng mày hít có 2 giây, mà sao nó nín 10 giây vậy? 10 giây đó là thứ khí đó, thằng nào có đó càng dài nó sống càng thọ, lấy khí trời đất nhiều. Cái đó là cái khí đó, cái không khí ta, thằng nào cũng biết là vậy chứ. Mày hít thử coi, nó im, gọi là tĩnh lặng tuyệt đối, nó yên tĩnh lắm mà nó yên re rồi mới thở ra, nó không có, không có mệt phổi đó. Lấy cái đó hay lắm. Rồi từng dần tập mày để ý qua đường nó rộng ra, có thằng nó 1 phút luôn mà hít có 1 giây, thở 1 giây mà 1 phút nằm ở giữa thế yên vậy. Thành ra nếu mà nó trở thành cả ngày nó thở gì thì mày nó thọ lắm, tức là ngày mày xài phổi 100 lần tao xài 10 lần, mẹ 90 lần tao được nghỉ, cái phổi tao khỏe cỡ nào.
khủng khiếp, mà nó lấy khí năng lượng, lấy năng lượng vô chứ nó không lấy không khí. Cái đó mới là cần, mà không phải nín thở luôn, hay lắm, thấy không? Tao nói mày mới hiểu. Còn nín thở là chết, ngu. Mày thấy không? Rồi sai đó, thành sai đó. Cái đó bị tàu hỏa liền, công minh. Ủa yên lặng. Hồi thở ra, đủ cái lấy cái đó, tăng cái đó lên. Cái đó hay lắm mà thấy nhẹ hèo à. Còn thằng kia mẹ bảo cái đó là chết mẹ rồi. Cái đó là nín thở. Còn này nín khí, giữ khí, lấy khí, lấy khí là lấy, cất vô, cất vừa đủ thôi, rồi cho không khí ra, mỗi lần vô lấy cái khí cất, mỗi lần vô lấy cái khí đó, hết vô là nó hiện cái đó ra, cái mình lấy, bị ráng lấy đó, hồi nó lấy rồi thở ra, thở ra tao lấy được rồi, lấy được 3 giây, rồi lần đừng tao lấy 6 giây, bây giờ lấy 6, 10 giây, lấy 1 phút thì sao, đù mạnh lắm, xuống dưới này cứng ngắc à, lấy nhiều dưới này cứng lắm. Rồi cái bài thở thế nào nó không nó, cái thời gian lấy không khí nó ít lắm, chứ không phải thì hít thiệt to rồi nín hơi thiệt nhiều thở phè ra, không có đâu, hít chút mà êm thiệt em, 1 giây thôi ngừng thở ra, lấy cái ngưng đó là luyện, cái ngưng nó mới cất xuống dưới này. Phải tập lâu, nói nhân nhau hiểu, người ngoài nó không hiểu đâu, nó không biết tao mày nói gì. Con tập hít thở nó cũng cảm thấy cảm giác được, con hiện tượng đó. Đó lấy cái hiện tượng nó luyện, mà luyện mày lấy hai cái không khí là sai, bởi vì là lấy không khí luyện mà sai, hết chưa, yên tĩnh lắm, không thấy hết, giống y con rùa mới gọi là quy tức, ngày xưa nó gọi là con rùa thở, rùa rỡ vậy, thành ra nó chui xuống nữa, hồi lên mà hạ cái nó chui xuống nữa, cái khúc giữa đó nó luyện dữ lắm, con rùa mạnh lắm, nó luyện cái nó mạnh lắm. Mình cũng vậy thôi. Còn mày không biết, mày không biết luyện cái mày luyện tùm bậy tùm bạ rồi bị sao. Số 4 này ví dụ như là hít vô rồi ngưng lại. Ngưng lên ngưng cái kia chứ không phải ngưng thở nha. Đụng cái thằng nào ngưng thở là ngu quá. Ngưng cái tao nói này. Đó. Ngưng cái là hít liền đúng không thầy? Không, ngưng, ví dụ mày mới đầu là tập một hơi trước, bây giờ là hít vô cái tự nhiên ngưng, thở ra đúng không? Bây giờ hít vô nửa cái đó thôi, ngưng. Còn hít dùng nửa cái đó nữa ngưng thì nó tăng gấp đôi đó, nó kỹ thuật lâu đó, cái tử mày biết đúng mà, nó cứ thở nó vừa rồi thở ra là được, cái số nó càng lớn thì mày càng nhỏ, thế nó phải tập hoài để tăng cái đó lên. Ví dụ mày hít nè, ví dụ tao hít một nhai bùm 10 giây nó mới thở ra rồi, cái đó là một hơi, bây giờ có một hít đó là hít 1 giây, bây giờ hít nửa giây mà tao ngưng bằng cái đó phải là tao hít gấp đôi không. Tao lấy cái hơi đầu tiên của tao, dù tao hít vô lấy không khí là 1 giây, bây giờ tới nửa giây cũng ngưng bằng cái số tao đang tập thì tao tăng gấp đôi, nó phân nhỏ cái hơi thở đầu vô, nó làm nhỏ cái đầu vô lại. Hồi trước nhiều 3 giây, bây giờ 1 giây rưỡi thôi, 1 giây thôi, nửa giây thôi, mẹ cỡ đó là biết là lấy không khí rất là, mà lúc đó mày biết là oxy lấy đâu, nó qua da chú vô trong tận nội kinh độ, nó da mày có 80.000 lỗ lấy oxy mà. Mày lấy cái đó là cái phổi mày khỏi làm việc luôn, mày chôn đất cũng chết luôn. Cái da nè thân thể người ta có 360 84.000 lỗ chân lông, lấy cái đó thở, mày tập cái đó là đang thở cái lỗ đó chứ không thở phổi nữa. Không bao giờ chết, cái phổi nó dơ lắm, nó lấy chất độc không à, giống như mày lấy khí đất mày ăn, mày không dùng bao tử, bao tử đem đồ độc vô không à, trong hai cái thằng gì hại người nhất là cái phổi và cái bao tử, là đem đồ độc vô người không, bây giờ không cho thằng đó xài nữa, bắt là da lấy thì cái phổi da nó mạnh, nó lọc chất độc nhiều á. Còn cái bao tử mà tiến tới không ăn, luyện cái công lâu năm nó có ăn, ngày tao ăn có 2 bữa, chứ giờ tao ăn tới 1 bữa giờ không thấy đói, thì bao tử nó không có xài làm sao bệnh được, bệnh từ bao tử đem vô không, cái ăn mày đem nó bệnh nhiều. Ăn chay cũng không bằng nhịn ăn á, nhịn ăn mà nhịn tự nhiên á, mày thấy con thú con gấu mà 6 tháng không ăn ngủ đông á, mạnh là vậy đó, người phải luyện vậy á thì bao tử rất là khỏe. Đa số luyện khí công là tất cả cái tạng nào xài để cho nó nghỉ, cái tim mà nó cũng có nghỉ mà không biết, cái phổi mà đang nghĩ là cái hồi nãy là luyện phổi là cho phổi nó nghỉ, thấy không, im phân pháp. Im phát thì bắt lỗ như lông, nó lấy khí oxy vô, rồi thở ra nó đủ rồi cái phổi nó mới lấy, xả ra.
nữa nó lấy oxy trực tiếp từ ngón tay, không cần đeo oxy máu đem xuống này, da hồng tại chỗ luôn. Hay lắm, đó là cơ thở. Vì sao luyện lâu rồi, khi mà tiết kiệm được hơi thở rồi thì năng lượng mà giảm thì tự nhiên ăn ít đi, ăn ít đi bao tử là khỏe nữa. Là thành ra cái trong khí công nó dẹp chữ thổ này không có xài bao tử luôn. Mấy ông tiên nó có ăn mày, ông ngày xưa ông lấy cái cơm á, ông dắt lại nha, ông đem phơi trên nóc nhà đó, ông lấy cái sương ướt nó nở ra lại, sáng phơi nắng co lại, ông lấy vậy rồi phơi chừng một năm, lấy nó một viên thôi, no một ngày ngậm thôi, ông bỏ vô cái hồ lô nè, đói ông ngậm cái rồi không bao giờ bệnh gì hết, tại vì đâu có ăn cái gì đâu bệnh, khôn chết mẹ luôn, lấy khí trời đất thôi. Đó là cái cách chữa bao tử của người xưa. Và thở là không cho thở phổi, lấy thở thiên khí là lấy khí trời đất thấm vô da. Còn đồ ăn là lấy xương, lấy phơi xương phơi nắng, lấy nó bỏ bụng. Là nếu mà khí công dở thì chơi cái đó cũng không có bệnh mẹ vậy. Ăn còn là cơm không à, cơm với lấy hơi xương với hơi nắng không à, nuốt vô khỏe ra. Còn cái thở bị bí quyết là sao, là cái chỗ nín ở giữa, mình không phải là nín, tự nhiên nó yên tĩnh rồi nè. Ôi, nó lâu không? Mày có ý là nó căng ra liền, mà đừng có ý thì nó lâu lắm. Mày có ý thì nó hư liền, cái khí nó hay cho nó. Mày hít đừng có suy nghĩ, mày dù mày hít mày nói chuyện tao, mày tự nhiên mày ngưng, cái lâu lắm mới thở cạt cái đang nói chuyện với tao, cái mày thế yên rồi cứ nói đi hồi đó. Thở chút mà nó nín gấp 10 là cái hít vô, thường thường 10 lần, thành ra khỏe lắm. Phổi mình hít có 1 giây mà cái thở khí nó nín, nó hít tới 10 giây, nó lấy năng lượng 10 giây lần. Sau đó nó thở ra 1 giây nữa, thành ra cái hơi thở mà trong khi mày ghi tới đây là 12 giây, thật ra mày có 1 giây à, 9 giây khí lấy, trong đó có khí dòng. Tao lo tao biết liền, dù có thằng đó, nó hít vô 3 giây, nó chia ra nó có một, nó thở có 40 cái à. Mày chia ra là 600 giây chia cho 40 là nó 15 phút. 15 giây, trong đó thực ra nó vô có 1 giây ra 1 giây, yếu này 13 giây đến 13 giây lấy khí nằm đây, còn hai cái này nó thở. Tại vì tao cấm mày hít sâu mà. Chắc chắn mày hít chừng giây à. Không có ai hít 10, không phải hít 15 giây đâu. Cái thằng luyện không hít ít lắm. Rồi ô mà 2 giây mình nín tới 10 giây, thành nó 12 giây của nó là nó có 2 giây, 1 giây vô 1 giây ra, 10 giây lấy khí. Cái vô hình nó lấy khủng khiếp, cái hữu hình lấy nhiều chứ mà lấy ít chứ mày, cái thằng vô hình nó lấy hút tận mạng mà luôn, hút hết năng lượng của trời đất vô người luôn. Thành ra nhiều người không biết cái cơ thể mình nó khôn chết mẹ luôn. Mày biết xài cái đó thì mày sống lâu. Còn biết hả, nó để cho mày tự thằng phổi làm cái này gọi là thần của phổi, ngày xưa nó gọi là phế thần. Cái mà đang luyện là luyện phế thần chứ không luyện thần, cái luyện cái phổi, thần của phổi, cái chỗ mình ngưng là thần của phổi đó, là nó cao hơn. Ừ, cái loại số 4 cái này mình hết vô cái nhiễu hậu môn là cái lúc này, lúc đó là giai đoạn 2, là mày không để ý tới đăng điện, mình để ý tới cái hồi âm, ý mà để hồi âm, mày nghiêng người cái là cái hậu môn nó nhiễu, mày nghiêng trước này dần dần nó nghiêng bớt dần nhất dần cái đứng yên là nó vào cái cục sử dụng được. Cái kỹ thuật nó ghê lắm. Mày hiểu ý đó không? Tức là bây giờ cái bài 1 là nó chỉ đăng điền, mày biết đăng điền rồi. Đăng điền nó phải là trung tâm, đăng điền là nơi là cái máy bơm thôi, nó lấy khí nó cắt thôi, còn đẩy đi thằng hồi âm chỉ huy. Đẩy khí đi á, thằng hồi âm chứ không phải đăng điền nha. Đúng không? Mày ngồi yên nè. Nha, mày tụ xướng kiền được, mày tụ khí này trước cái đã. Rồi mày cái ý mày để ngay hồi âm, mày phải biết hồi âm nó đâu, mày phải tìm cho ra nó nằm giữa, nó từ hồi âm cái mày nghiêng cái. Rồi mày thấy hồi âm nó kéo cái hậu môn nó bị nhíu nhíu nhẹ nhẹ phía trước. Mình nhíu cái đó không phải nhíu mà bị hồi âm lôi. Hồi âm nó hút cái, nó đẩy cái đó tới, đẩy khí tới đó. Rồi khí nó khi nó lên đầu nó đi từ chỗ nó đi á, khí nó không phải từ năng điện đi, nó xuống cái hồi âm trước nó mới đi, nó mới từ hồi âm nó chuyển qua đâu, ví dụ chuyển qua gan phải nằm bên phải,
chuyển là thật, trái tim phải chuyển ra phía trước, là khí từ cái hội âm nó đẩy đi, chứ không phải từ năng điện đẩy đi nha. Này, nguyên tắc trong khí mà khi mày tập lâu là vậy nè. Đầu tiên khi mày tập là bởi đầu nè, nó gom khí nè, nó gom khí vào vô cái cổ, thấy không? Rồi dưới này còn có cái lỗ là hồi âm. Bây giờ mày muốn ra phía trước là nó hút cái này. Từ hồi âm này nè, nó bắn ra. Nha, cái này nó lên tim. Rồi nó chỗ này nó lên phổi nè, bên trái nè, đây nó lên gan. Cái này lên thận này. Còn ở giữa nè là lên tam điền. Tụ giữa là lên tam điền gọi là mạch xung. Khí từ đây bắn đi chứ không phải từ đây, đây là cái máy thôi. Còn nó khi nó ra ra cái chỗ cái thằng này, cái lỗ đít mày giống như cái bong bóng nha, nó vô bóng mày mở cái cổ này nè, mở để xì ra, mày mở một bên phải một chút ra để mở này ra, ghê lắm. Chứ không phải là mày ngồi mày muốn vận sao, vận muốn muốn vận lên cuộc sống là phải đẩy xuống cái lỗ đít trước, hội âm nó chuyển ra phía sau lưng, chuyển hội âm là mày ngồi mình lấy hội âm, cái hơi ngửa sau là cái hội âm nó đẩy khí lên thận, đẩy khí lên thận mà nó đẩy khí qua cái dòng cái lỗ đít, thì cái lỗ đít mình thấy nó hơi nhíu là nhiều thằng nó lấy nhíu là sai, nhíu vậy là không phải, nhíu là cái hữu hình giống như cái phổi vậy nè, còn cái vô hình là nó là cái hội âm nó điều khiển. Có dư mình hết xuống đây à, mà hết xuống đây thấy cứng cứng, cái này là khí hải điều khiển vô bộ mày, cái bụng mày cứng hả? Đúng không? Là cái tâm khí hải của cái tâm các khí hải hút xuống nên mày thấy nó căng cái bụng. Còn cái lỗ đít đó, nó phải cứng lên cái nó mới đẩy khí được. Không cứng không có cách đẩy, nó nằm dưới hoài không đi được đâu. Ghê lắm, tập lâu thấy nó ghê hay lắm. Chứ giờ mày đẩy khí mày đẩy về. Cái hội âm nó đẩy đi. Hội âm là cái lời làm như cái súng bùm bắn bắn nó bắn đi đâu, bắn phía trước, bắn về sau, bắn bên phải, bắn bên trái, bắn ở giữa. Cái hội lỗ đít này, cái hội âm nó bắn cái lỗ đít để ỉa thôi, lấy ỉa mà tập chết mẹ ngu, ỉa sao cái ỉa đông hướng, ỉa cũng cất trước, ủa cất sau, cất phải, cất trái, cũng cất giữa nữa, có đâu? Thành ra hiểu sai tập sai hết, cái lỗ hổng môn mà chưa đẩy cất ra thôi. Tức là mày nè, tao nói bài một ha, bài một mày học rồi là hết. Bạn chỉ biết hết rồi, tao không biết, vô cho hết một giây đi. Rồi cái mày có cái đoạn ngưng là khí tụ khí á, rồi thở ra, đó là giây một. Rồi cứ hết này như hết một giây ha. Bị chia làm là hai nữa, 1/2 giây thôi. Rồi mày giống cái này, mày nín cũng bằng cái này. Nè, lần một, hết là vẽ cho ra cái sơ đồ, 1 giây. Còn cái này là lấy khí nè, gọi là ngưng á, ngưng là lấy khí á. Xong cái này là thở ra, cũng 1 giây. Cái thở khí này có thể là 10 giây mà cái hít có 1 giây, không khí có 1 giây, oxy có 1 giây, còn lại đại 10, thấy không? Mà hít đây có 1 giây, bây giờ ta bắt mày 1 giây mày hít 1/2 giây thôi. Mày lại áp dụng theo phương pháp 1/2 giây vô cái mình nín. Rồi mày lại hít 1/2 giây cái mình nín, tức là nín hít nữa cái mình nín cái nữa. Đó. Hít cái nín cái nữa. Rồi mới cho thở ra, nó có hai cái đốm, hai cái khúc này nằm ở đây nó thành gấp đôi. Hiểu không? Đó, nè có vô trước mày hít 1 giây phải không? Nè, xong rồi thở ra 1 giây. Còn cái này luyện khí là 10 giây. Đó, bây giờ tao cho mày hít 1/2 thôi. Mày nín coi, cho 7 giây đi. Xong hít 1/2 nữa. 7 giây thì có phải là tổng số là lên 14 mới lớn hơn này. Thấy không? Chứ nó không không có cho kéo dài nè. Bắt mày xé nhỏ đi thằng này bớt. Thì cái thằng này nó sẽ lên. Thằng này hít vô cái ngưng. Xong hít cái nữa ngưng. Rồi mới được thở ra. Thì tổng số này sẽ lên, nó tăng lên, thì cái phương pháp hai nó là tăng số 10 về lên, còn mà để nhà mày tăng lên là nó ngộp. À, mày tăng lên nó ngộp thì dù mày hít nhỏ một chút mày nín dài hơn. Cái chỉ kỹ thuật kinh nghiệm rồi. Bây giờ mày hít vô, mày để thời gian tĩnh lặng được 10 giây thôi, hết maximum rồi nó sẽ có phì ra rồi. Bây giờ mấy ông nó nếu mà luyện vậy thì nó ép quá này. Giờ hít ít hơn chút xíu nữa. Hết chút nín, hết thêm chút nín nhiều hơn số 10 này. Đó là kinh nghiệm nó tăng lên nhỉ? Chứ không được ép, nguyên tắc khí này không được ép, xé nhỏ cái khí hết vô thôi chứ đừng ép cái ép vào trong. Ví dụ trước hết 1 giây mình nín được 10 giây thở ra 1 giây, bây giờ hết nửa giây thôi nín
rồi hít thêm nửa giây, tại khi nó hơi hơi ngột ngột hít vô cho nó đủ là nó nín nín nhiều hơn, nó chia nhỏ. Mà cái đó là ví dụ của mày, hay là có thằng là 10 lần nữa, nó lửa lên 3 lần, nó chia cái hơi thở là 3 lần, nó lên cao dần. Vì sao đó mày tự mày biết, mày tự chế ra mày tập. Cái đài bài này là gọi là bài mẫu thầy đưa thôi, mày tập lâu tự mày biết. Chứ phải lúc nào cũng có nửa hơi, đến 10, 1 phần 10 hơi cũng được. Thì nó càng hỏi á, bắt đầu cái mày thắc mắc, ủa thầy biểu chia là 2 hơi, tôi chia là 10 hơi tôi thở, thì tôi nín được mẹ cả 100 giây luôn. Nó mày tập tự nhiên mà thấy nó có sức, mày có thể mở rộng ra được. Còn tới đó ngay mày thấy thôi là lúc mà ủa sao vẫn còn dư dư sức tập cao nữa, nhưng mà mày mày dùng phương pháp đó mày chết. Cứ mà chỗ đó mày nín đâu, mày phải xé nhỏ cái hơi thở ra, ông thầy chỉ trước, chứ đừng lấy hít vô cái nín lên 100 liền, hít một nửa rồi nhích lên nửa xong là hít một lần lên 100, phải xé xé nhỏ ra thì nó lên cái cường độ giỏi hơn. Bởi vì thằng cái thật, bởi vậy ta nói thằng cái công mà giỏi tới gần nó nghe không nghe tiếng nó thở. Thằng nghe thở là tại vì nó thở nhiều quá, còn thằng hít một 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 phần 10 giây xong mình nghe trong rồi, còn kia nghe trong ta to rồng rồng. Thành ra mấy thằng khí công đó khi mà nó ngủ không nghe nó thở tưởng nó chết rồi, còn cái thằng ngủ mấy thằng mới ngủ gáy, mà thằng đó là cái khí nó yếu, thằng khí mạnh không nghe tiếng nó gầm luôn, ngủ không nghe gáy luôn, không nghe tiếng đậu tưởng chết rồi, mũi không thấy gió, tức là để cái lông gà lông mũi không bay. Thằng đó là luyện khí giỏi rồi, nó hết rất là ít, còn hết nhiều cái lễ lông gà nó bay rồi. Ngày xưa nó muốn kiểm tra mấy thằng khí công, nó để cái lông gà lông mũi biết mày giỏi không, lúc nó thở lúc nó ngủ biết liền, thấy bông gà không bay, con này coi chừng nó đụng 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 nó đạp nó chết mẹ thành ra cái ý nó vậy. Thì cái đầu giai đoạn đầu, ví dụ mày hít vô 1 giây mày ngưng ngưng ngưng, đó là lấy khí đó, lấy khí 10 giây thở ra 1 giây quen rồi, cái thở nhẹ rồi, bây giờ mày muốn tăng lên 20 không được à, mày tăng cái kia trước, không được tăng cái tăng tăng cái đầu nói mày không được tăng vậy à, mày không được tăng cái số 10 lên, mày phải hít nhỏ lại một chút ngưng, hít nhỏ một chút ngưng tập đó thì nó mới số 10 nó mới tăng, còn tăng lên nữa là sai quy tắc của trong ngành khí. Khí nó chơi nó không có ép ép vật chất, nó không ép cái phổi mệt lắm, nó luôn làm cho cái phổi nhẹ đi. Hồi trước mà hít 1 giây, bây giờ hít nửa giây thôi mày ngưng, xong cái hít nửa giây mày ngưng rồi mày thở ra, rồi mày thì cứ làm hoài mày sẽ thấy con số số 10 nó tăng. Ví dụ lần đầu tôi hít vô 2 giây tôi ngưng 10 giây, tôi ngưng tôi lấy khí 10 giây, tôi thở ra 2 giây là tức là tôi lấy không khí có 4 giây mà tôi lấy khí trời đất được 10 giây. Bây giờ muốn tăng lên 12 khoang đã. Mày hít một thôi, mày ngưng đi. Hít một thì mày ngưng. Đó kia là mai rồi, nó sẽ hơn số 10 này. Làm bài sau là nó lên được 12, nó lên được 2 giây. Rồi cứ vậy là dần dần nó lên 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 lên. Lên là cái thằng thở khí công làm gì nó nín thở luôn, có thở mẹ mà nó vẫn sống. Thành ra mấy cái chỗ mà có hơi độc, có khói độc là nó thở thở đăng điền nó đi qua, nó đâu bị trúng độc. Còn mày hít mẹ vô phổi chết mẹ rồi. Thành ra nó thở bằng da. Ép lâu dần dần cái da mày nó mở ra, mà da nó mở ra mày biết hết xung quanh có gì. Mà để thấy hay lắm, nó mới tăng cái được cái độ nín, cái độ ngưng 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 thở nhiều hơn. Tập sẽ thấy liền. Thành ra khi tập không hiểu là tập mơ hồ, còn tập cái kiểu bắt đầu tao biểu là nhíu hậu môn, là cái nhíu hậu môn có sau cái khí, cái ý mày có trước cái hậu môn nó mới nhíu, mà hậu môn nó đâu làm sao cái hậu môn nó tròn quay làm sao nhíu cái khúc trước được. Thành ra tao mày nhíu, tao nói mày nhíu hậu môn khúc trước mày nhíu sao, ổn quá làm sao nhíu cha mẹ nó tròn quay rồi biểu nhíu phía trước sao nhíu, nhưng mà ngồi theo làm theo ý tao thấy nó nhíu trước là rõ ràng hiện ra. Thấy không? Còn mày nhíu không nhíu được đâu, chỗ đó không được gồng, thì gồng cái nó là ý mất liền, cái ý nằm đó thôi chứ không phải cái hậu môn nó nhíu. Hậu môn vẫn đứng yên mà chỗ đó có căng căng, cái máu ý khí nó tụ ở đó. Ở hậu môn có 5 điểm, 4 điểm tụ khí là chứ không phải là nhíu hậu môn là ở tụ lúc có không, nhíu hậu môn là vật chất rồi, con này cái vô hình không có thấy, chỉ có cái cảm nhận ở đó nằm ở đó thôi, hiện ra cho đó.
chứ đâu có phải là mày 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 nhíu, mày nhíu giờ tao nói mày dù mày giỏi cỡ nào tao biểu mày nhíu hậu môn trước, mày nhíu sao cha nội đúng không, mày đâu có nhíu được. Đó là nó phải hiểu vậy đó, mày nắm chưa, nó còn thắc mắc gì hỏi hết này luôn đó. Ồ, mới ra là mày làm sao mà chỉ trong năm loại cái ngũ hành mà chỉ cần hai thằng phân biệt là được rồi, không cần hết năm, tại hai cái đó là cái ưu điểm trong cơ thể mày biết, giống như hai cái người ta thường biết là nóng và lạnh, thường là cái màu đỏ mà cái màu đen là dễ nhận biết nhất, còn mấy cái khác khó lắm, mà nhận hai cái đó là cũng thành công. Tức là mày ngồi, tức là mày ngồi bây giờ mày để cái đó ha, dễ lắm, mày muốn lấy màu đỏ mày lấy cái đèn cầy mới được, nó có hơi nóng. Mày ngồi đây mà mới đầu mày ngồi xa mày thấy nó nóng lan tới mày nha, ngày đầu tiên mày để 3 mét không thấy nóng, mày tập trung tu mày để nó thấy nóng rồi, lấy được cái hơi nóng rồi đó. Đó là một loại bật lửa hay là để có có lửa thiệt đó chứ mà đèn cày điện chứ mẹ như không có lửa đốt đèn luôn. Mày ngồi nha, mới đầu mày ngồi 3 thước mày không thấy nóng, nhưng mà tập tuần sau đu mà để mày sẽ để 6 thước mày vẫn thấy nóng, vô người mày liền cảm giác hơi nóng mày xa hơn trước, ví dụ ngồi nha, nhìn mà không thấy nóng, nhưng một tuần sau đu mày nhìn thấy nó cái hơi nóng vô đầu mày đó, vô ngay ngay cái vô cái người mình thấy cái hơi nóng nó chạy xuống đây, rồi nữa phải để xa ra nữa vẫn còn hơi nóng là biết là nó tăng, hoặc là mày lấy cái cày mới đầu lấy cái cày to xong lấy cái cày nhỏ dần nhỏ tí xíu vậy đi vẫn thấy nóng, mày nhắm mắt lại mà thấy cái hơi nóng nó vô người mình liền ghê lắm. Và hai cái đó dễ luyện nhất là cái hơi nóng của cái đèn cày, ngày xưa nó lấy nhang nữa, mới đầu lấy đèn cày còn thằng giỏi lấy nhang thôi, cái nhang là nó giỏi hơn mày, nhang lấy chút xíu mà thấy nóng á, mà khi nó lấy nhang á thì nó mở ra nó thấy sáng hơn mọi ngày, xung quanh nó sáng hơn nếu mà phòng tối, ghê lắm cái môn khí công này nó hay chỗ đó. Thành ra nhiều người không có biết, mày về mày thử coi nè, mà về đầu tiên mà dễ lắm, mày lấy cây nhang mà ngồi mày nhìn trong tối om mày nhìn nó, mày nhắm mắt lại mày mở qua xung quanh thấy rõ là thứ nhất là con mắt mày nó sáng hơn trước, cái thứ hai là mày ngồi mày thấy cái gì hồ ấy, để cái nhang thấy nóng trong người luôn, cái hơi nóng của nhang nó bay thấm cái năng lượng vào đầu mày sẽ thấy liền nước mắt nó chảy ra, người nó nóng phừng, mà nó mỗi có 1-3 mét thôi đó, mà để 6 mét vẫn nóng rồi mà thứ dữ gì nữa. Tức là mày ngồi đây mà bên kia có nguồn nhiệt, có cái nhà cái phòng kia nó có hơi nóng trong cái tường, có cái dây điện nó muốn nóng luôn, đỏ thì cái lửa nó màu vàng nó ảnh hưởng tới mình không, cái màu bật nó lên đó. bật lên là mày nhìn cái tim đèn là nó nóng nhất, cái tim á chỗ cái gốc cái đèn cày nó cái nhà mày ngó chỗ này cái hơi cái chỗ mà sáng ít nó mới nóng nè, à, chỗ này nóng nhất nè, trên này là cái ngọn đèn cày, chỗ này nó nóng nhất, xong xuống tới giữa chỗ này nó nóng nhất, cái này chỗ đen đen này nóng dữ, lấy tay mày thọt vô cái phỏng gì trên này còn đỡ, mày thọt ngay cái điểm này, cái điểm ở dưới này. Mà nhìn ngay cái tim đèn ở cái tim đó, rồi mày thấy phân biệt cái chỗ nào nóng nhất mày biết liền, mày tao nói trước mà tự nhiên mày thấy cái chỗ nóng mày biết liền, hay lắm, nhìn chỗ đó nóng nó có 7 màu, chút nhỏ nhỏ xúc vô hình nó chỗ nó nóng dữ lắm, cái xúc mà có màu chưa chắc nóng, mà cái chỗ mà không thấy gì đó, nóng lắm, nhìn cái nó khác thì mà nhìn cái hồi ấy, ủa nhìn nhìn xuống dưới nó cái chỗ nào nóng nhất nó vô đầu mình. Nó bay từ xa nó vô cái lỗ mũi nó bay vô, mình thường thường nó vô cái chỗ nó lên đây nó lên chỗ này tắt đèn nhé, đây nó mới tập trung để mà để tập trung rồi mở vậy bị cái đèn này 3-4 cái đèn rồi sao mình biết, một cái đèn thôi, ngày xưa nó đâu có đèn nhiều, mẹ một cái đèn cày thôi mà nó nghèo chết mẹ rồi, mẹ nó đốt 3 cái đèn cày một cái đèn cày thôi, còn không có tiền nó đeo đốt mẹ nhang, tập rẻ tiền nhất đốt cái nhang thôi, ngồi ngó đó đèn cày. Xong tới cái loại thứ hai là nước hay là màu xanh là cái cây, rồi lựa chừng 2 cái loại thôi, cái loại thứ hai là loại lạnh đó. Cái gì lạnh đó? Có tính lạnh là được, thủy á, thủy luyện thủy là mình thủy mình để mình
thủy có hai loại, mình lấy nước sôi khác, nước đá khác, mình nhìn nó khác liền. Nước đá thường thường ngày xưa lấy nước đá, nó nhìn nó cảm nhận cái hơi lạnh vô người liền. Có giống như mày ngồi đây có cục nước đá, gần bên mình thấy là lạnh gì nữa, cái cây nước đá mà nó giao hàng. Tại sao mày biết? Cầm thấy cái cục nước đá để trong phòng, cái nhà cả cái phòng lạnh, cái cục nước đá để đó chứ không phải mới lạnh. Khi cái cây nước đá mình nó giao hàng để trong nhà mình, cái tủ nhà thấy lạnh rồi, thằng mày nhảy, còn nhiều đứa cũng thấy này cũng thấy vậy, còn mình ngồi vô ngủ xong nó ở đâu cây nước đá nhà tao vậy mày biết, giấu mày cũng biết, lấy cái khăn phủ lại mày cũng biết, còn thằng hát vô không biết, mẹ không nói mà luyện cái công nó biết đâu. Còn mày mà luyện cái công vô cái, ủa ở đâu trong nhà có chỗ nào nó muốn cháy à, nó nóng nè, mày biết rồi, mày tìm ra liền. Khi lò khí công nó nhạy lắm, trong nhà mày cũng có nguồn muốn muốn mắc lửa mày biết liền. Ô chỗ đó sao nóng quá, mày tới mày tắt liền. Còn mấy lần đi kiếm chết mẹ luôn, nếu mình tập lâu mày biết chỗ nào ẩm ẩm nhiều, trong nhà mày ẩm nhiều, chỗ nào nóng nhiều, chỗ nào lạnh nhiều, chỗ lạnh nhiều là ở đó cất nước đá. Nếu mày về nhà mày dễ lắm, mày lấy cái lon nước đá mày đưa con mày giấu lâu mày tìm ra mày biết nó nằm đâu liền. Rồi cầm đèn cày hay có cái nhang mà ở nhét nhét ở cái tủ góc này, hồi mình vô mình biết nó nằm đây, cái não nó báo liền chỗ nó có nguồn nóng nó xuất ra. Hay lắm, mày tập rồi mày sẽ thấy người mình nó ghê lắm, nó khủng khiếp, con cơ thể mình nó nhạy lắm, nó không có phải như mình tưởng đâu. Thành ra nhiều người không có biết cơ thể mình đó. Rồi đi Phú Quốc vui không? Vui, ở dưới đó hay lắm. Đi chơi.